Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, tình trạng hanh khô sẽ vẫn kéo dài ở miền Bắc trong tuần này. Đây cũng là điều kiện cho cháy nổ, hỏa hoạn dễ xảy ra. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Trưa chiều nay, độ ẩm ở các tỉnh thành miền Bắc, nhất là phía Đông Bắc Bộ hầu như đều dưới 65%. Thậm chí Bắc Giang độ ẩm thấp nhất chỉ 46%. Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình và Hà Nội từ 50 đến 55%. Trời hanh khô sẽ làm tăng nguy cơ về hỏa hoạn. Trong điều kiện thời tiết này, nếu sơ sẩy để xảy ra cháy thì ngọn lửa có thể lan nhanh, khó khống chế. Nguy cơ cao tại các cửa hàng, các chợ, khu công nghiệp với khối lượng hàng hóa rất lớn. Người dân cần chú ý trong việc sử dụng lửa, đồng thời thường xuyên kiểm tra các đường điện, ổ điện để tránh hỏng hóc gây nguy cơ chập cháy.